Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Chỉ huy Chechnya từ bỏ những người đồng hương đã đầu hàng Kyiv, tuyên bố Ukraine có thể giữ họ lại. Hàng loạt đơn vị Chechnya tham gia cuộc phản công của Nga nhằm tái chiếm các lãnh thổ Nga bị quân Ukraine chiếm đóng đã đầu hàng quân Ukraine khi Kyiv mở một cuộc tấn công xuyên biên giới mới cách địa điểm mà họ đã tấn công hôm 6 tháng 8, 32 km về phía Tây. Cuộc tấn công này nhằm bọc hậu quân Nga đang tấn công quân Ukraine từ phía Tây. Ở mũi tấn công thứ hai này, quân Ukraine đã chiếm được quận Glukovo và hàng loạt các thị trấn. Trước các báo cáo cho thấy, nhiều đơn vị Chechnya đã đầu hàng quân Ukraine hôm thứ Hai, 16 tháng 9. Thiếu tướng Chechnya Abdi Alodinov cho biết, những chiến binh tự nguyện đầu hàng quân Ukraine không xứng đáng được sống và nên làm mọi cách để bị quân Ukraine giết chết. Tôi muốn nói với người Ukraine, hãy giữ họ cho riêng mình. Tôi có thể trao đổi bất kỳ ai, nhưng không phải những người Chechnya đã tự nguyện đầu hàng. Alodinov nói trong một bài phát biểu video trên kênh Telegram của mình, trong khi ăn mặc như một vị đạo sĩ Hồi giáo hơn là một tướng lĩnh. Các đơn vị Chechnya chiến đấu cùng phe với Nga đã được triển khai tại tỉnh Kursk trong cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào đầu tháng 8. Ngoài số binh sĩ Chechnya mới đầu hàng quân Ukraine trong mấy ngày qua, một số chiến binh Chechnya cũng đã bị quân đội Ukraine bắt giữ. Trong khi đơn vị Ahmad bị các blogger quân sự Nga cáo buộc là không hề kháng cự khi cuộc tấn công bắt đầu. Alodinov cho biết, cần phải bảo đảm thả những tù binh Chechnya bị thương, nhưng những người đầu hàng mà không chống trả thì nên tự tử chết đi. Người Chechnya luôn coi việc đầu hàng bị giam cầm là nỗi ô nhục lớn nhất. Một nỗi ô nhục như vậy không thể rửa sạch bằng bất cứ thứ gì ngoài máu của các ngươi, Alodinov nói. Chỉ cần đứng lên, nhặt thứ gì đó và tấn công ai đó, làm mọi cách có thể để khiến mình bị giết. Trước đó, vị chỉ huy đã phủ nhận việc các chiến binh Chechnya bị bắt trong các trận chiến ở tỉnh Kursk. Nga đã phát động một cuộc phản công ở Kursk vào tuần trước trong nỗ lực đánh bật quân đội Ukraine khỏi khu vực này. Mặt tư khoa tuyên bố đã chiếm lại một số thị trấn trong một cuộc tiến công nhanh chóng, trong khi Kyiv cho biết cuộc tiến công không đạt được thành công nghiêm chỉnh tính đến ngày 13 tháng 9. Ryan Wesley Brown, kẻ muốn ám sát của Tổng thống Trump, đã chiến đấu ở Ukraine, ủng hộ chiến tranh. Một nghi phạm đang bị giam giữ sau một nỗ lực ám sát rõ ràng vào Chủ nhật nhắm vào cựu Tổng thống Donald Trump tại sân golf của ông ở West Palm Beach, Florida. Nghi phạm được xác định là Ryan Wesley Ralph, 58 tuổi, dường như có động cơ là sự thất vọng với chính sách của Hoa Kỳ về cuộc chiến ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek Rumani hồi tháng 6 năm 2022, Ralph đã nói về những nỗ lực của mình trong việc tuyển dụng tình nguyện viên cho quân đoàn quốc phòng Ukraine, một đơn vị thuộc lực lượng lục quân Ukraine. Câu hỏi về lý do tại sao tôi ở đây, đối với tôi, rất nhiều cuộc xung đột khác là màu xám, nhưng xung đột này chắc chắn là đen và trắng, Ralph nói. Đây là cuộc xung đột giữa thiện và ác. Đây là một câu chuyện rõ ràng, như trong bất kỳ bộ phim nào chúng ta từng xem, để chắc chắn là ác chống lại thiện. Nhà phân tích tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu của CNN, John Mueller, đã đưa tin vào chiều Chủ nhật rằng các tài khoản mạng xã hội của Ralph tập trung vào sự tham gia tự xưng của ông ta vào cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm cả nỗ lực được cho là của ông ta nhằm tuyển mộ binh lính để chiến đấu trong cuộc xung đột. Ralph cũng tuyên bố đã chiến đấu ở Ukraine khi nước này tiếp tục ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga. Ralph dường như đã từng nói chuyện với tờ The New York Times về nỗ lực tuyển dụng những người lính Afghanistan đã chạy trốn khỏi Taliban để chiến đấu ở Ukraine. Vào thời điểm báo cáo được công bố vào ngày 25 tháng 3 năm 2023, Ralph nói với tờ Times rằng anh ta đã dành nhiều tháng ở Ukraine vào năm 2022.
Một báo cáo của Semaphore công bố vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 đã trích dẫn Ralph là nhà lãnh đạo Trung tâm Tình nguyện Quốc tế, gọi tắt là IVC, tại Ukraine, một tổ chức tư nhân hoạt động để trao quyền cho các tình nguyện viên và các nhóm phi lợi nhuận khác hoạt động để tăng cường phân phối viện trợ nhân đạo trên khắp Ukraine, theo trang web của IVC. Trong email gửi tới những người ủng hộ, ông Trump cho biết, có tiếng súng nổ gần tôi, nhưng trước khi tin đồn lan rộng ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn nghe điều này trước. Tôi an toàn và khỏe mạnh. Không gì có thể làm tôi chậm lại. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, cựu Tổng thống nói. Cựu Tổng thống, người không bị thương, đã trở về nhà riêng tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach sau vụ việc. Người đồng hành tranh cử của ông Trump, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đến từ Ohio, J.D. Vance, cho biết ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống trước khi tin tức được công khai và cho biết, thật đáng kinh ngạc, ông ấy vẫn rất vui vẻ. Vance cho biết, vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về vụ việc. Zelensky lên án nỗ lực ám sát ông Trump. Hôm thứ Hai 16 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án một nỗ lực ám sát gần đây nhằm vào ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi rất vui khi nghe tin ông Donald Trump vẫn an toàn và không bị thương. Tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông ấy và gia đình ông ấy. Zelensky nói, thật tốt khi nghi phạm trong vụ ám sát đã bị bắt giữ nhanh chóng. Đây là nguyên tắc của chúng tôi, pháp quyền là tối cao và bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Mật vụ đã nổ súng vào ngày 15 tháng 9 sau khi nhìn thấy một cá nhân có vũ trang tại câu lạc bộ golf quốc tế của cựu Tổng thống Trump ở West Palm Beach, Florida. Trong khi ông Trump đang chơi golf, ông Trump không bị thương và FBI đang điều tra vụ việc như một nỗ lực ám sát khác nhằm vào ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công được xác định là Ryan Wesley Ruth, 58 tuổi. Dựa trên hoạt động trên mạng xã hội của mình, Ruth đã tự nhận mình là người ủng hộ Ukraine và đã nói chuyện với tờ New York Times vào năm 2023 về một kế hoạch tuyển dụng binh lính Afghanistan để chiến đấu cho Kyiv. Không rõ liệu Ruth có tuyển được bất kỳ tình nguyện viên nào cho Ukraine hay không, tờ Kyiv Independent không thể xác minh ngay lập tức những tuyên bố của ông. Quân đoàn quốc tế bảo vệ Ukraine, một đơn vị quân sự gồm các tình nguyện viên nước ngoài, đã phủ nhận mọi mối liên hệ với Ruth. Chúng tôi muốn làm rõ ràng, Ryan Wesley Ruth chưa bao giờ là một phần liên quan hoặc có liên hệ với quân đoàn quốc tế bảo vệ Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, quân đoàn cho biết trong một bình luận cho Euronews. Bất kỳ khiếu nại hoặc gợi ý nào cho thấy điều ngược lại đều hoàn toàn không chính xác. Ông Trump trước đó đã bị nhắm đến trong vụ ám sát vào ngày 13 tháng 7 trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Vụ việc đã gây ra một làn sóng tuyên truyền ủng hộ Điện Cẩm Linh. Người ta lo ngại rằng sự ủng hộ rõ ràng của Ruth đối với Ukraine có thể sẽ làm bùng phát thêm các câu chuyện thông tin sai lệch của Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Nga sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bỏ phiếu sắp tới. Nghi phạm trong vụ ám sát của Tổng thống Trump, Ryan Ralph, tỏ ra bình tĩnh khi ngồi bị còng tay ở phía sau xe cảnh sát. Nghi phạm trong vụ ám sát Trump lần thứ hai tỏ ra bình tĩnh và điềm tĩnh khi ngồi bị còng tay ở phía sau xe cảnh sát sau khi bị chính quyền Florida bắt giữ vào chiều Chủ nhật 15 tháng 9. Bức ảnh mới đầu tiên của Ryan Ralph mà Fox News có được cho thấy nghi phạm 58 tuổi này mặc áo phông Nautica màu cam và quần tối màu với hai tay bị còng ra sau lưng sau khi anh ta bị cáo buộc mang theo một khẩu súng trường kiểu AK-47 dọc theo câu lạc bộ golf quốc tế của ông Trump ở West Palm Beach và chờ Tổng thống thứ 45. Trong hình ảnh, anh ta có vẻ bình thản. Điều này chứng minh cho những gì cảnh sát trưởng quận Martin William Snyder đã nói về hành vi của Ralph trong một cuộc họp báo. William Snyder đã chỉ huy lực lượng cảnh sát quận Martin chặn bắt Ralph trên đường liên bang 95, quận Martin kế quận với quận Palm Beach.
Snyder cho biết Rao tương đối bình tĩnh trong quá trình bị bắt giữ, không biểu lộ nhiều cảm xúc, cảnh sát trưởng nói trong cuộc họp báo. Không bao giờ hỏi chuyện này là sao, bất kể là anh ta thấy lực lượng thực thi pháp luật đông đảo với súng trường, đèn xanh nhấp nháy, rất nhiều thứ đang diễn ra. Không bao giờ đặt câu hỏi về bất cứ điều gì. Cảnh sát trưởng đã bắt giữ Rao trên đường Liên bang 95 sau khi các mật vụ phát hiện ra họng súng trong bụi cây dọc theo sân golf khi cựu tổng thống đang chơi golf cách đó vài lỗ. Các nhà chức trách cho biết một đặc vụ đã nổ súng vào nghi phạm trước khi hắn bỏ trốn trên một chiếc Nissan màu đen. Rao, người Hawaii, có tiền án dài, mặc dù con trai ông được cho là đã nói sau đó vào Chủ nhật rằng ông không nghĩ cha mình là người bạo lực. Ông đã bị kết án vào năm 2022 vì tội sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trên mạng xã hội, nghi phạm muốn ám sát đã chỉ trích cựu Tổng thống Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra trong vụ án này. Vụ việc mới nhất được cho là vụ ám sát thứ hai nhắm vào ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa chỉ trong vòng 3 tháng. Ông Trump đã bị một viên đạn sượt qua vào tháng 7 trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania sau khi Thomas Matthew Crooks bắn ông từ một mái nhà gần đó. Crooks, 20 tuổi, đã bị mật vụ tiêu diệt trong vụ hỗn loạn. Cuộc không kích của Nga vào tòa nhà cao tầng Kharkiv khiến nhiều người bị thương. Theo các quan chức địa phương, hơn 30 thường dân Ukraine đã bị thương vào hôm Chủ nhật 15 tháng 9, sau khi Nga tiến hành một cuộc không kích vào một tòa nhà cao tầng ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Thống đốc khu vực Kharkiv, Oli Senihubo, cho biết ít nhất 35 người đã bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ nhật, khiến một tòa nhà chung cư 12 tầng bốc cháy. Ông cho biết một quả bom dẫn đường của Nga đã đánh trúng tầng 10 của tòa nhà và ngọn lửa đã nhấn chìm 4 tầng. Ông cho biết thêm, 3 trẻ em, 1, 4 và 12 tuổi, đã bị thương trong vụ tấn công. Độ tuổi của các nạn nhân trưởng thành từ 33 đến 86 tuổi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn lực lượng cấp cứu đang giải cứu người dân khỏi tòa nhà chung cư bị hư hại và đưa ra lời kêu gọi tới cộng đồng quốc tế. Thế giới phải giúp chúng ta tự vệ trước máy bay quân sự của Nga và hàng chục quả bom dẫn đường trên không cướp đi sinh mạng của người Ukraine mỗi ngày. Khủng bố này có thể bị ngăn chặn, ông nói. Vụ tấn công ở Kharkiv xảy ra trong bối cảnh Ukraine và Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai quốc gia này vẫn tiếp diễn trong hơn 2 năm qua. Không quân Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã bắn hạ 10 trong số 14 máy bay điều khiển từ xa và một trong 3 hỏa tiễn mà Mạc Tư Khoa phóng trong đêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn được 29 cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mà Ukraine tiến hành từ đêm đến Chủ nhật ở các khu vực phía Tây và Tây Nam nước này. Và một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào sáng Chủ nhật ở khu vực phía Tây Ryazan. Theo thống đốc khu vực thành phố cảng Hắc Hải của Ukraine, Oli Kiper, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào vùng ngoại ô Odessa đã giết chết một cặp vợ chồng và làm một người khác bị thương vào đêm thứ Bảy. Không có thiệt hại nào do các mảnh vỡ rơi xuống ở khu vực phía Tây và Tây Nam. Trong khi đó, Zelensky đã nhiều lần yêu cầu các đồng minh của nước mình, bao gồm cả Hoa Kỳ, dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine để Kyiv có thể bắn chúng vào sâu trong lãnh thổ Nga nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Ông nói, tuần này, Nga đã phóng khoảng 30 hỏa tiễn các loại, hơn 800 quả bom dẫn đường và gần 300 máy bay điều khiển từ xa tấn công vào Ukraine. Ông nói thêm, Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác của chúng tôi để bảo vệ mạng sống của chúng tôi trước chủ nghĩa khủng bố của Nga. Phòng không, khả năng tầm xa, hỗ trợ cho các chiến binh của chúng tôi. Mọi thứ sẽ giúp buộc Nga chấm dứt cuộc chiến này. Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Hoa Kỳ cung cấp trên lãnh thổ Nga, nhưng chỉ trong một khu vực hạn chế và chỉ nhằm mục đích bảo vệ Kharkiv. Hỏa tiễn tầm xa do Hoa Kỳ sản xuất không được phép tấn công sâu vào Nga. Tổng thống Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer vào thứ Sáu. Các quan chức Hoa Kỳ nắm rõ nội dung cuộc đàm phán cho biết họ tin rằng Starmer đang tìm kiếm sự chấp thuận của Tổng thống Biden để cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, theo hãng thông tấn Associated Press.
Vì hỏa tiễn được sản xuất bằng các thành phần của Hoa Kỳ, Tổng thống Biden có thể phải chấp thuận cho Starmer. Các quan chức đã nói chuyện với AP cho biết họ tin rằng Tổng thống sẽ chấp thuận, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được công bố. Budanov thảo luận về chiến lược của Nga và sự tham gia của Bắc Hàn tại cuộc họp YES ở Kyiv. Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân sự Ukraine, đã đưa ra nhiều tuyên bố tại cuộc họp chiến lược Âu Châu Yalta, gọi tắt là YES, lần thứ 20 được tổ chức tại Kyiv. Budanov bày tỏ quan ngại về sự hỗ trợ quân sự đáng kể của Bắc Hàn cho Nga, đặc biệt là việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo. Khi được yêu cầu xếp hạng các quốc gia cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự nhất cho Nga, Budanov đã xếp Bắc Hàn ở vị trí đầu tiên, tuyên bố rằng Bắc Hàn sẽ đứng đầu, sau đó là không có ai trong một dài, rồi mới đến tất cả các quốc gia còn lại, nhấn mạnh khối lượng thiết bị vô song mà Bắc Hàn cung cấp. Ông nói thêm rằng Nga đã tăng cường đáng kể sản lượng hỏa tiễn, bao gồm hỏa tiễn Iskander và bom dẫn đường trên không. Trong một cuộc phỏng vấn khác, Budanov cho biết Nga đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026 do dự báo sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế và xã hội. Ông lưu ý rằng đến mùa hè năm 2025, Nga sẽ phải đối mặt với các vấn đề kinh tế nghiêm trọng và có thể buộc phải tổng động viên để có thêm quân. Budanov cho biết Nga dự đoán rằng vào khoảng mùa hè năm 2025, tác động tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước họ sẽ rất đáng chú ý. Vào tháng 2 năm 2024, tình báo Hoa Kỳ ước tính rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã chi tới 211 tỷ đô la cho các hoạt động quân sự ở Ukraine. Cuộc chiến đã khiến Nga thiệt hại tới 1,3 tỷ đô la về tăng trưởng kinh tế cho đến năm 2026. Một nguồn tin giấu tên trong tình báo Hoa Kỳ trong một bình luận gửi cho Reuters. Zelensky cho biết viện trợ của phương Tây không đủ để trang bị cho Su chỉ 4 trong số 14 lữ đoàn thiếu vũ khí ở mặt trận. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 15 tháng 9 rằng Ukraine đã không nhận đủ viện trợ quân sự từ các đối tác nước ngoài để trang bị cho dù chỉ 4 trong số 14 lữ đoàn quân đội Ukraine mà đất nước cần phải sẵn sàng. Zelensky không nói rõ 14 lữ đoàn này sẽ được sử dụng vào mục đích gì hoặc sẽ được điều động đến đâu. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Zelensky đã sử dụng các ví dụ khác để nhấn mạnh rằng viện trợ của phương Tây gửi đến Ukraine là không đủ để ngăn chặn các cuộc tấn công tàn khốc của Nga vào các thành phố của Ukraine và để ở vị thế mạnh mẽ về mặt ngoại giao. Ông cũng nhấn mạnh rằng các chuyến hàng viện trợ chậm được chuyển đến sau khi các đối tác cam kết. Trong thời gian tạm dừng kéo dài 8 tháng trước quyết định tích cực của Quốc hội Hoa Kỳ về việc cung cấp gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la vào tháng 4 năm ngoái, những gì chúng tôi đã làm, mọi người phải hiểu. Chúng tôi đã sử dụng mọi thứ có thể, Zelensky nói. Chúng tôi đã di chuyển những gì chúng tôi có trong kho và bất cứ thứ gì các lữ đoàn dự bị có. Đó là những lữ đoàn mà chúng tôi cần ngay bây giờ để chiến đấu, ông nói thêm. Zelensky cũng bảo vệ quyết định của Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công Kursk vào Nga vào tháng 8 để chuyển hướng quân đội Nga đến đó thay vì giữ lực lượng Ukraine ở hướng đông Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang giành được những thắng lợi về lãnh thổ tương đối nhanh chóng trong những tuần qua. Zelensky cho biết số lượng lữ đoàn bảo vệ miền đông khó có thể có hiệu quả nếu một nửa trong số đó không được trang bị. Cụ thể, ông cho biết, họ thiếu xe thiết giáp và đạn pháo vì lực lượng Nga bắn nhiều hơn quân đội Ukraine gấp 12 lần. Không bị phân tâm bởi cuộc tấn công Kursk, Nga tiến sâu hơn về phía Pokrovsk ở Donetsk. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với Bloomberg vào ngày 4 tháng 7, Zelensky cho biết 14 lữ đoàn trong quân đội Ukraine vẫn chưa được trang bị các loại vũ khí cần thiết mà Quốc hội Hoa Kỳ đã bỏ phiếu
để gửi cho Ukraine, nhưng việc này diễn ra chậm trễ. Ông cho biết các lữ đoàn này có thể được Ukraine sử dụng để phản công nếu được trang bị đầy đủ. Chúng tôi mong muốn phản công, nhưng vẫn chưa có công cụ, Zelensky nói với Bloomberg. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Zelensky cho biết Nga đã phóng 4.000 quả bom dẫn đường mỗi tháng vào miền đông Ukraine và phá hủy 80% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bởi vì Hoa Kỳ ngần ngại cho phép Ukraine tấn công các phi trường sâu trong lãnh thổ Nga, nơi có các máy bay phản lực phóng bom. Chúng tôi đã chờ quá lâu, ông nói. Nga đang bắt đầu di chuyển các máy bay phản lực này từ 100 đến 150 cây số hay 300 cây số từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ra xa hơn đến 500 cây số. Sau đó, tôi lại phải nói với các bạn, bây giờ chúng tôi cần nhiều giấy phép hơn, Zelensky nói. Ông nói thêm rằng, cho đến nay, Ukraine vẫn chưa có được sự cho phép của Hoa Kỳ để sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào bên trong nước Nga. Quân đội Ukraine nhận được 18 khẩu pháo Bodana do Đan Mạch tài trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troel Lund Poulsen tuyên bố quân đội Ukraine đã được bàn giao 18 khẩu pháo tự hành Bodana do Ukraine sản xuất được Đan Mạch tài trợ. Có thể lắp trên nhiều loại khung gầm xe tải khác nhau, Bodana là loại pháo đầu tiên do Ukraine sản xuất theo cỡ nòng 155 ly theo tiêu chuẩn NATO. Bộ trưởng cho biết thêm rằng sản xuất vũ khí trong nước ở Ukraine rẻ hơn và hiệu quả hơn so với ở phương Tây, đồng thời kêu gọi các nước Âu Châu khác làm như vậy. Kyiv đã tìm cách thuyết phục các nước đồng minh tài trợ vũ khí cho quân đội Ukraine thông qua việc mua trực tiếp từ các công ty Ukraine vì ngân sách quốc phòng của Kyiv không phù hợp với năng lực sản xuất vũ khí trong nước. Một khẩu pháo tự hành có thể vào vị trí, bắn nhiều loạt đạn trong vòng chưa đầy một phút và thoát khỏi tầm bắn phản công trước khi kẻ địch kịp tổ chức lại, giúp nó có lợi thế về tốc độ so với các đơn vị pháo binh được kéo vào vị trí. Được phát triển trong nhiều năm trước, khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, Bodana lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu vào mùa hè năm 2022, khai hỏa vào các vị trí của Nga trên đảo Rắn ở Hắc Hải. Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập 18 đơn vị pháo binh Bodana vào tháng 7 năm nay. Vào tháng 7, Bộ Công nghiệp Chiến lược cho biết các đối tác nước ngoài cho đến nay đã cam kết đầu tư khoảng 675 triệu đô la vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine để trang bị vũ khí cho lực lượng của Kyiv. Tướng Sersky cho biết quân đội Ukraine sẽ triển khai dự án mới trong những tháng tới để cải thiện huấn luyện cơ bản. Ukraine đang nỗ lực cải thiện phẩm chất đào tạo cho quân đội nước này. Tổng tư lệnh Oleksandr Sersky tuyên bố hôm thứ Hai 16 tháng 9 và sẽ triển khai các kế hoạch mới vào tháng 10 và tháng 11. Trong một cuộc họp làm việc gần đây với các nhà lãnh đạo quân sự và các cơ quan chịu trách nhiệm về huấn luyện quân sự, nhóm đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến huấn luyện quân sự và thảo luận các chiến lược để giải quyết chúng, Sersky cho biết. Các giảng viên đóng vai trò then chốt trong phẩm chất đào tạo. Do đó, chúng tôi chú trọng tối đa vào việc thu hút các giảng viên có động lực và kinh nghiệm chiến đấu. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng thành lập một trường đào tạo giảng viên. Đây sẽ là nguồn chính và duy nhất cung cấp các giảng viên được đào tạo bài bản, Sersky cho biết. Chúng tôi đang tiến hành kéo dài thời hạn huấn luyện quân sự kết hợp cơ bản. Dự án tương ứng sẽ được khởi công vào tháng 10, tháng 11 năm nay, ông nói thêm. Vào tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội đang gặp khó khăn do thiếu cơ sở đào tạo cho binh lính mới, trích dẫn tình hình của quân đội Ukraine. Xét về các cơ sở đào tạo, hiện vẫn chưa có đủ. Chúng đang được mở rộng, Zelensky nói. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật động viên được cập nhật vào giữa tháng 4 để tăng cường động viên trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở Nga. Luật mới đơn giản hóa quy trình xác nhận những người đủ điều kiện nhập ngũ,
và bao gồm các hình phạt bổ sung cho những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự và có hiệu lực vào ngày 18 tháng 5. Văn phòng của Zelensky phủ nhận báo cáo rằng kế hoạch chiến thắng bao gồm lệnh ngừng bắn theo các đường ranh giới hiện có. Một cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phủ nhận tin tức cho rằng kế hoạch chiến thắng mới của Zelensky sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn một phần và gọi đó là giả mạo. Zelensky cho biết ông sẽ trình bày với Hoa Kỳ một kế hoạch giúp Ukraine giành chiến thắng vào cuối tháng này trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Biden. Trả lời bài viết đăng trên tờ báo Bild của Đức, vào ngày 15 tháng 9, cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Mykhailo Podolyak nói với tờ Ukrainska Pravda rằng tuyên bố đó là không đúng sự thật. Bild đã phát tán tin giả. Podolyak nói, Bild chưa xem kế hoạch chiến thắng và trong số ít người hiện đang được Tổng thống mời tham gia vào quá trình chuẩn bị kế hoạch chiến thắng. Không ai trong số họ nói chuyện với Bild. Ukraine phản đối bất kỳ sự đóng băng chiến tranh nào và điều này được nói ở mọi cấp lãnh đạo của Ukraine. Và điều quan trọng đối với chúng tôi là Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine, không phải đầu hàng hay đóng băng, Podolyak nói. Ông nói thêm rằng, Hoa Kỳ sẽ là đối tác đầu tiên được trình bày kế hoạch này. Các quan chức cho đến nay vẫn giữ im lặng về chi tiết của kế hoạch. Tháng trước, Zelensky cho biết các hoạt động của Ukraine tại Kursk là một phần trong kế hoạch giành chiến thắng của ông. Zelensky cho biết các khía cạnh khác của kế hoạch bao gồm sự tham gia của Ukraine vào cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu, gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế mà không tiết lộ thêm chi tiết. Ukraine đang sử dụng cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai, sau Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình toàn cầu đầu tiên tại Thụy Sĩ vào tháng 6, nơi Nga không được tham dự. Kyiv cho biết, họ có ý định mời một đại diện của Nga tới dự hội nghị lần thứ hai. Kyiv đã nhiều lần bác bỏ mọi lệnh ngừng bắn hoặc tạm ngừng giao tranh, nói rằng điều đó chỉ tạo cơ hội cho Nga tập hợp lại lực lượng. Chính quyền Tổng thống Biden yêu cầu gia hạn khoản tài trợ quân sự gần 6 tỷ đô la cho Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội gia hạn thẩm quyền rời ngày hết hạn thanh toán của Tổng thống cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cho đến năm 2025, để số tiền 5,8 tỷ đô la còn lại có thể được sử dụng sau 2 năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Theo quy định hiện hành, số tiền này sẽ hết hạn nếu không được sử dụng trước thời hạn đó. Ngũ sắc đài đang làm việc với Quốc hội để bảo đảm việc gia hạn. Điều này sẽ cho phép tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Nếu không được gia hạn, Tòa Bạch Ốc có thể công bố gói viện trợ lớn vào ngày 1 tháng 10. Nhưng đường lối này có thể gây ra những thách thức về mặt hậu cần, chẳng hạn như thiếu nguồn lực sẵn có. Ngoài ra, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gần đây đã công bố khoản viện trợ hơn 700 triệu đô la cho Ukraine trong chuyến thăm Kyiv. Hoa Kỳ sẽ cung cấp 325 triệu đô la để giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn cần được tăng cường trước mùa đông và trước nguy cơ xảy ra chiến dịch không kích mới của Nga. Gói viện trợ này cũng bao gồm 290 triệu đô la viện trợ nhân đạo, sẽ hỗ trợ hàng triệu người dân ở Ukraine và khu vực xung quanh đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, Blinken cho biết. Sự chuyển hướng sang Trung Quốc của Vladimir Putin đang phản tác dụng. Sự chuyển hướng của Nga sang Trung Quốc đang gặp phải nhiều trở ngại trong năm nay, khi các ngân hàng Trung Quốc lo ngại về lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin, đang từ chối các giao dịch, buộc Mạc Tư Khoa phải tăng phí chuyển tiền bằng nhân dân tệ. Mạc Tư Khoa, quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt, đã được hưởng lợi từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, với kim ngạch thương mại song phương tăng vọt 26% lên mức cao nhất là 240 tỷ đô la vào năm ngoái, và Nga trở thành nguồn cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc. Tháng trước, phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng khoảng 98% các ngân hàng Trung Quốc
hiện từ chối các giao dịch thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Đầu tiên là các ngân hàng lớn và giờ là các ngân hàng địa phương nhỏ hơn. Trung Quốc đã tăng cường tuân thủ các hạn chế từ chính quyền Tổng thống Biden để bảo vệ mình khỏi các lệnh trừng phạt thứ cấp. Khả năng sử dụng đồng nhân dân tệ hạn chế này đã gây ra tình trạng siết chặt thanh khoản, dường như đã thúc đẩy các đợt tăng chi phí gần đây của các ngân hàng Nga. Các công ty Nga kinh doanh với Trung Quốc bắt đầu phải đối mặt với nhiều rào cản hơn trong tháng này, lần này từ các chủ nợ trong nước. Ngân hàng Thương mại Nga Expo Bank GSC đã tăng mạnh phí chuyển tiền bằng nhân dân tệ vào tuần trước, từ 1,2% với mức phí tối thiểu là 350 nhân dân tệ, nay 45 đô la lên 6,5%. Cổng thông tin tài chính Nga Frank Media đưa tin hôm thứ Hai. Mức hoa hồng tối thiểu đã được tăng lên 7.500 nhân dân tệ, trước đó là mức hoa hồng tối đa. Ngân hàng cho vay Nga Uraseebank cũng đã tăng hoa hồng cho các giao dịch chuyển tiền nhân dân tệ lên 6,5% số tiền chuyển vào hôm thứ Sáu. Ngân hàng này cũng sẽ tăng số tiền chuyển tối thiểu bằng tiền Trung Quốc lên 400 nhân dân tệ. Trong khi đó, ngân hàng SDM của Nga đã tăng phí chuyển khoản bằng nhân dân tệ lên 6,2%. Vì ngày càng khó khăn hơn khi thanh toán bằng loại tiền tệ này, chi phí sẽ tăng lên. Do đó, việc tăng giá có liên quan trực tiếp đến việc thiếu cơ hội trên thị trường. Phó Chủ tịch Ngân hàng SDM Vyacheslav Andriushkin nói với hãng tin, đối với chúng tôi, điều này trực tiếp chuyển thành chi phí cao hơn cho các khoản chuyển tiền từ ngân hàng của chúng tôi. Các nhà nhập khẩu Nga cũng ngày càng phải dựa vào các bên trung gian. Một giải pháp khả thi có thể phục vụ cả hai nước là thành lập một ngân hàng chung giữa Trung Quốc và Nga. Alexei Maslow, Giám đốc Viện các nước Á Châu và Phi Châu thuộc Đại học Tổng hợp Mạc Tư Khoa, phát biểu với hãng thông tấn nhà nước TASS rằng ý tưởng về một ngân hàng Nga-Trung đã được thảo luận từ nhiều thập niên trước, nhưng khi đó nó không còn phù hợp nữa vì hệ thống hiện tại hoạt động một cách hợp lý. Ngân hàng được đề xuất đang được truyền thông Trung Quốc tích cực thảo luận. Ông cho biết, đồng thời thừa nhận rằng khái niệm này vẫn đang ở giai đoạn rất sớm. Về lý thuyết, các chi nhánh của cùng một tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Nga và Trung Quốc. Ông cho biết thêm rằng, các thỏa thuận sẽ được ẩn khỏi các bên thứ ba. Việc đưa sàn giao dịch chứng khoán Mạc Tư Khoa vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã hạn chế giao dịch đồng đô la và các cặp tiền tệ bằng đô la, khiến quốc gia này phụ thuộc nhiều hơn vào đồng nhân dân tệ cho thương mại quốc tế và dự trữ ngoại hối. Điều này cũng khiến nền kinh tế Nga sẽ bị tổn thương hơn trước chính sách tiền tệ và điều chỉnh tỷ giá hối đoái của nước láng giềng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.